Chào mừng quý bà con của các bạn đến với video ngày hôm nay. Hầu hết quý bà con chăn nuôi đều mong muốn sử dụng vaccine đúng và đủ liều mà không bị hụt thuốc. Làm như thế nào để lấy được thuốc vaccine không bị hao hụt và xi lanh của chúng ta không có bọt khí? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý bà con cùng các bạn cái cách mà chúng ta lấy thuốc vaccine không bị hụt thuốc và trong xi lanh không bị có bọt khí. Cách này rất đơn giản, dễ làm. Đối với những người chăn nuôi có kinh nghiệm thì điều này không quá khó khăn. Nhưng đối với những người mới chăn nuôi hoặc là mới sử dụng cái xi lanh mà chưa quen thì dễ xảy ra hiện tượng lấy thuốc vaccine cho quá trình phòng bệnh cho con gia súc của mình, hay bị thiếu hoặc là bị rớt mất thuốc ngoài. Khi chúng ta rút thuốc ở trong lọ ra thì xảy ra những tình huống như sau. Tình huống thứ nhất là trong xi lanh có nhiều bọt khí, khi điều chỉnh thì sẽ bị hụt cái lượng thuốc cho việc phòng cũng như điều trị của mình. Vậy làm như thế nào để khắc phục cái việc như trên thì hôm nay tôi sẽ giúp cho quý bà con của các bạn biết cái cách đơn giản, dễ thực hiện. Ngay bây giờ tôi sẽ làm cái động tác mẫu giúp cho quý bà con cùng các bạn hãy thực hành theo. Việc đầu tiên, đây là một chiếc xi lanh. Quý bà con vui lòng kiểm tra cho tôi. Đó là chúng ta rút ra một cái khoảng trống như thế này. Sau đó chúng ta sử dụng ngón tay trỏ chúng ta tì vào đây để kiểm tra. Chúng ta đẩy cái piston lên, xong ta thả tay ra mà piston trở ngược lại như thế này. Ở đây quý bà con có thể theo dõi lại. Như vậy là cái gioăng này là rất là tốt. Thế còn trường hợp mà chúng ta đẩy khí lên mà xi lanh là không có đẩy ngược thì đó là xi lanh có vấn đề. Thì quý bà con và các bạn chúng ta sẽ kiểm tra lại giúp tôi. Đó, như cái này là rất là tốt rồi. Cái bước thứ hai, chúng ta sẽ lắp cái kim vào. Ở đây tùy theo cái loại thuốc huyễn dịch hay là vaccine, hay là cái thuốc ở dạng thể lỏng, nước, thì chúng ta dùng cái kim sao cho nó phù hợp. Ví dụ như ở dạng huyễn dịch thì chúng ta sử dụng cái kim to hơn để lấy thuốc nó dễ dàng. Thế còn đối với không phải dạng huyễn dịch thì chúng ta sử dụng cái kim nhỏ thì dùng nó dễ hơn. Bước tiếp theo, chúng ta dùng lực đẩy của ngón cái và lực kéo của ngón trỏ. Chúng ta sẽ đẩy và kéo lên một đoạn thế này. Chúng ta sẽ kéo piston lùi về sau một đoạn, khoảng 1-2 cc. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng đến tiếp theo, đó là cái lọ thuốc này. Đây là ví dụ, đây là cái lọ nước cất thôi, nhưng tôi ví dụ đây là một lọ thuốc. Thì chúng ta sẽ cắm kim vào và chúng ta tiến hành đẩy ngược cái piston hở này lên. Đó. Thế lúc này chúng ta sẽ điều chỉnh, chúng ta rút một đoạn thuốc xuống, rút một ít thuốc xuống. Chúng ta kiểm tra mà vẫn còn thấy có bọt khí thì chúng ta lại đẩy ngược lại, đẩy nhẹ nhàng, chỉnh ngay ở trong xi lanh và đồng thời kim được cắm vào lọ thuốc. Và chúng ta sẽ rút từ từ, rút từ từ. Ta kiểm tra nếu vẫn còn có bọt khí ta đẩy ngược lại. Đó. Và chúng ta rút từ từ. Ở đây mặc định tôi sẽ rút khoảng 5 cc. Khi mà rút được số lượng thuốc cần dùng thì lúc này ở trong lọ vẫn còn, thì chúng ta không kéo mạnh cái xi lanh ra mà chúng ta sẽ cầm vào cái chai thuốc này. Chúng ta tì xuống dưới này, chúng ta đẩy nhẹ cái chai thuốc lên. Đó, như vậy là xong. Thì lúc này quý bà con và các bạn hãy theo dõi trên tay tôi. Cái xi lanh này đáp ứng được cái việc là không có bọt khí. Như vậy chúng ta sẽ tiến hành tiêm phòng hoặc là tiêm điều trị. Tôi ví dụ như ở đây là 5 cc thuốc vaccine, mỗi 1 cc tương ứng với một con. Thì vậy thì ở trong 5 cc này thì tôi sẽ tiêm được cho 5 con. Vậy thì chúng ta chỉ có sử dụng một lần lấy thuốc, chúng ta tiêm cho 5 con. Và nếu là 10 con,
chúng ta lấy 2 lần. Thế còn nếu mà chúng ta lấy cùng một lúc 10 cc thì đồng nghĩa là ta chia ra mỗi con 1 cc. Tránh tình trạng lấy từng cc một thì cũng có thể bị thiếu thuốc, hoặc là chỉnh bọt khí ở phía ngoài. Tôi ví dụ như thế này, giả sử ở đây tôi đang phát hiện ra, tôi kéo xuống tí. Đấy, như quý bà con nhìn thấy chưa? Đây. Đấy. Nó đang bị hở cái chỗ này ra là vẫn còn bọt khí, hoặc là cái chỗ trống. Khi mà chúng ta thao tác mà xử lý cái xi lanh mà chúng ta chỉnh ở ngoài thì ta sẽ bơm ngược lại, đẩy nó lên. Thế đẩy lên, thế là ta đẩy mạnh lên cái thì thuốc nó bắn ra ngoài. Thì mỗi lần chỉnh như vậy thì chúng ta mất đi một phần thuốc. Mỗi một lần chỉnh như vậy thì chúng ta mất đi một phần thuốc. Giả sử tôi tiêm xong 1cc, sau đó tôi lại chỉnh, cái thuốc vì nó có bọt khí. Thế như vậy là chúng ta chỉnh một lần thì lại mất thêm một lần thuốc. Chính vì lý do như vậy, một số bà con sử dụng chưa thành thạo hoặc là chưa biết cách thì sẽ gây ra hiện tượng là thiếu thuốc trong quá trình tiêm, đặc biệt đó là vaccine. Ở đây tôi cũng khuyến cáo quý bà con cùng các bạn, nếu như số lượng lợn của chúng ta nuôi nhiều, nuôi trên 10 nái thì chúng ta nên sử dụng cái xi lanh, đó là xi lanh tự động. Chúng ta chỉ chỉnh một lần và chúng ta cắm cái lọ thuốc xuống và tiêm, bao giờ hết số đàn lợn thì chúng ta mới rút thuốc, hoặc là hết thuốc thì chúng ta thay thuốc vào, thì rất là tiện dùng. Nhưng đây tôi xin phép là hướng dẫn, đây là cái xi lanh thông thường mà mọi người vẫn hay sử dụng và những cái lỗi mà hay gặp phải, để giúp cho quý bà con cùng các bạn có thêm được cái cách xử lý tốt hơn. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh với quý bà con rằng có hai cái lưu ý. Lưu ý thứ nhất, đó là khi lấy thuốc lên trong xi lanh không có bọt khí thì chúng ta tiêm mới đáp ứng được cái liều lượng. Cái lưu ý thứ hai, với những cái chai thuốc mà có số lượng thuốc nhiều, chúng ta không nên bơm khí vào, dễ hỏng thuốc. Thì vậy làm như thế nào? Giả sử chúng ta có một cái chai thuốc 100ml mà chúng ta muốn sử dụng cái số lượng ít mà không ảnh hưởng đến thuốc, có thể bảo quản sử dụng cho sau này, đặc biệt đó là kháng sinh. Thì vậy thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta chỉ việc vẫn lấy thuốc bình thường, nhưng mà tuyệt đối chúng ta không được bơm khí vào. Ở đây chúng ta sẽ lưu ý, chúng ta không làm giống như lần trước mà không được bơm khí vào. Chúng ta sẽ đẩy toàn bộ cái piston này lên, hết. Thì sau đó chúng ta cắm kim vào cái lọ thuốc. Đây, cắm kim vào lọ thuốc. Chúng ta cắm kim vào lọ thuốc và chúng ta sẽ rút từ từ. Rút từ từ, sau khi đã đạt được cái số lượng thuốc cần dùng thì lúc này chúng ta sẽ rút cái xi lanh ra. Tuy nhiên ở trong này nó có bọt khí, nếu chúng ta tiếp tục chỉnh ở phía ngoài thì nó sẽ gây ảnh hưởng là liều lượng. Chúng ta có thể lấy thêm một cái lọ, chúng ta lấy cái lọ khác không có thuốc nhưng đã được vô trùng, chúng ta sẽ điều chỉnh ở trong cái lọ thuốc này để thuốc không bị rơi rớt ra ngoài và không bị hụt thuốc. Đó, như vậy là tôi đã điều chỉnh xong. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ lấy thuốc đúng và đủ liều. Vậy tiếp theo, còn cái lọ thuốc dở này thì làm thế nào? Thì quý bà con và các bạn, chúng ta dùng nến, chúng ta nhỏ vào cái nắp chai này, sau đó chúng ta dùng cái túi bóng ta cuốn nó vào và để vào cái nơi thoáng mát mà không có ánh nắng mặt trời vào và không có ánh sáng mạnh, thì chúng ta sẽ bảo quản để sử dụng được tốt hơn. Đây là cái cách
mà chúng ta sử dụng xi lanh cũng như là cách lấy thuốc không có bọt khí, không có bọt khí và không sợ hụt thuốc. Xin cảm ơn quý bà con cùng các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Rất mong nhận được cái câu hỏi của quý bà con cùng các bạn để tôi giúp cho mọi người được tốt hơn. Và hãy đừng quên đăng ký vào kênh của tôi để tiếp tục nhận được video mới hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bà con cùng các bạn.